Thưa quý vị, như thường lệ, vào Chủ nhật thứ hai của mỗi tháng, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chương trình Thay lời muốn nói để cùng sẻ chia tâm sự với khán giả qua những giai điệu du dương nhẹ nhàng. Và chương trình Thay lời muốn nói tháng 3 kỳ này với chủ đề Ngày Anh thắp sao trời sẽ đặc biệt gửi đi nỗi nhớ và lòng biết ơn chân thành đến những người phụ nữ đã làm cho cuộc đời mỗi người tốt đẹp hơn. Sao trời tượng trưng cho những điều lung linh tươi đẹp. Khi một ánh sao được thắp lên trong ký ức là có một nỗi nhớ đang hiện hữu trong lòng người. Đến với Thay lời muốn nói lần này, chuyến hành trình gợi lại ký ức về những người phụ nữ thân thương đã đồng hành cùng mỗi người chính là hành trình của lòng biết ơn. Đó là lòng biết ơn của một học trò nghèo với cô giáo của mình, hay lòng biết ơn của một bệnh nhân đang mắc bệnh nặng gửi đến người phụ nữ không thân quen đã truyền cảm hứng sống tích cực. Rồi còn câu chuyện về người bạn trai gửi cho người bạn gái đã mất với lời hẹn khi tóc đã pha sương. Có một bài mang tên là Cô gái đến từ hôm qua, nó mang lại cho người một cái cảm xúc nó rất là hoài niệm. Có một cái câu hát ở cuối cùng đó chính là vài năm xa đủ lớn anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Hy vọng là tất cả phụ nữ trên toàn thế giới này, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam luôn được yêu thương và trân trọng. Sân khấu lần này được thiết kế khá đặc biệt với hình ảnh bậc thang uốn lượn giữa sân khấu tượng trưng cho những nấc thang nối dài nỗi nhớ mà hành trình của đời người đi qua. Kết hợp với những khóm hoa cẩm tú cầu xen lẫn hoa li ti sắc xanh nhẹ nhàng như trao tặng tất cả yêu thương cho người phụ nữ. Khi mình làm sân khấu thì mình cũng muốn thể hiện lên những cái duyên dáng, những cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Có mái tóc dài tha thướt hoặc là những dáng người trong cái tà áo dài đó, mềm mại đó, thì cái sân khấu mình cũng muốn thể hiện lên được tất cả cái nét đẹp của người phụ nữ. Tôi muốn rằng là thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ có một cái món quà thật là ý nghĩa dành tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu mến. Và đặc biệt thay mặt cho ekip Thay lời muốn nói xin phép được gửi tặng đến tất cả những người phụ nữ, những khán giả thân thiết của Thay lời muốn nói của HTV mãi mãi luôn có được nhiều cái hạnh phúc và an yên trong cuộc sống. Chương trình Thay lời muốn nói tháng 3 năm 2023 với chủ đề Ngày Anh thắp sao trời sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ tối nay trên kênh HTV9, YouTube HTV Entertainment và fanpage Thay lời muốn nói HTV.